đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Những sau việc bị thiệt hại sau khi dự đám cưới Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh bị hư điện thoại, Khả Ngân bị thương ở chân, Gil Lê bị trễ chuyến bay là những thiệt hại sau khi quẩy cùng Đông Nhi. Phạm Quỳnh Anh, Khả Ngân, Gil Lê là những nghệ sĩ chịu nhiều thiệt hại nhất trong đám cưới Đông Nhi ông Cao Thắng. Chiều ngày 10 tháng 11, đông đảo nghệ sĩ Việt có mặt tại sân bay Phú Quốc để trở về thành phố. Họ vừa trải qua quãng thời gian vui vẻ đáng nhớ trong lễ cưới thế kỷ của Đông Nhi ông Cao Thắng. Sau một đêm quẩy tưng bừng, Phạm Quỳnh Anh, Khả Ngân, Gil Lê là những nghệ sĩ chịu nhiều thiệt hại nhất trong đám cưới của Đông Nhi ông Cao Thắng. Phạm Quỳnh Anh mất hết vali đồ đến hư điện thoại. Phạm Quỳnh Anh kể tối qua trong lúc dậy đầm hết mình trong đám cưới Đông Nhi ông Cao Thắng. Cô đã bị hội bạn thân đẩy mình xuống hồ bơi và kết quả là chiếc điện thoại cô vừa mới mua sáng nay đã không còn sử dụng được. Tuy nhiên giọng ca siêu lòng cho biết sẽ không buồn vì đêm qua đã có những giây phút vô cùng tuyệt vời cùng với những người bạn. Trước đó Phạm Quỳnh Anh cũng khiến nhiều người lo lắng vì thông báo bị thất lạc vali trước giờ cưới diễn ra. Có mặt tại sân bay, Gil Lê cũng cho biết vì đêm qua quá vui nên sáng nay cô nàng ngủ dậy muộn trễ chuyến bay, phải mua lại vé máy bay mới. Nhưng vẫn vui vẻ vì lâu lắm mới có dịp quẩy hết mình cùng mọi người. Nữ diễn viên Khả Ngân tối qua cũng vô tình gặp sự cố khi vui đùa dưới hồ bơi, đã dẫm mảng chai khiến cho cô chảy máu và phải sơ cứu. Tuy nhiên nữ diễn viên vẫn không sao và vẫn quẩy hết mình cùng cô dâu chú rể. Trúc Nhân, Lệ Quyên, Quốc Thiên cho biết họ đã ngủ li bì đến trưa, sau đó nhanh chóng di chuyển ra sân bay về lại Sài Gòn sau một đêm chơi tới bến. Tưởng sẽ mất cả buổi sáng để ngủ nướng lấy lại sức sau một ngày ngập tràn hạnh phúc và chắc chắn cũng sẽ rất mệt. Thế nhưng Đông Nhi ông Cao Thắng đã dậy từ rất sớm hôm nay để cùng đi ăn sáng với khách mời, cả hai cùng với gia đình và một số khách mời đi công viên tham quan trước khi mọi người di chuyển về lại thành phố.